dùng mỹ nhân kế để truy bắt đạo trích mê gái. Ngày 2 tháng 5 tại một quán cà phê ở xã Xuân Thanh, huyện thống nhất, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ xuất hiện hai người khách lạ. Khi một người khách đi vệ sinh, nam thanh niên nhanh chóng nhảy lên chiếc xe người khách sơ ý còn cắm chìa khóa ở ổ, dồ ga định bỏ chạy. Đối tượng còn lại cũng nhảy lên xe của mình tẩu thoát. Nhờ tinh thần cảnh giác cao độ của chủ quán và những người khách, một tên trộm bị bắt tại trận cùng chiếc xe của khách. Đối tượng này là Hoàng Việt Anh, sinh năm 1985, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra Việt Anh thú nhận, em vừa ra tù nhưng không có việc gì làm nên rủ bạn đi trộm xe kiếm ít tiền xài. Đồng phạm của Việt Anh là Lê Minh Vũ Bình, sinh năm 1986, ngụ tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Cảnh sát nhận định, khi thấy Việt Anh nhảy lên xe là Bình dồ ga phóng đi, nhiều khả năng Bình không hề biết là đồng bọn đã bị bắt. Một nguồn tin khác cho biết sau khi ra tù, vài lần Bình đến nhà Việt Anh chơi đã có biểu hiện để ý cô em gái xinh xắn 19 tuổi của Chiến Hữu. Nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm cách liên lạc qua cô gái này để hỏi tin tức về bạn. Đúng như nhận định, sau khi nhấn ga lao đi, chờ mấy tiếng không thấy điện thoại thì không liên lạc được. Bình nghĩ bạn chơi xấu mang chiến lợi phẩm đi bán một mình. Hơn một ngày sau, Bình điện thoại cho em gái Việt Anh hỏi anh trai em có nhà không mấy ngày nay anh gọi điện không liên lạc được. Do được cảnh sát dặn trước, cô gái tỏ vẻ hồ hởi. Anh trai em không hiểu đi đâu về mà bị té, giờ đang nằm trong viện. Được giải tỏa, Bình quay sang tán tỉnh cô gái, hẹn cùng nhau đi thăm. Cô gái cùng hai cảnh sát đã chạy xe cả trăm km lên thành phố Hồ Chí Minh. Bình đứng từ trong hẻm nhỏ nhìn thấy người trong mộng thì mừng ra mặt, vẫy vẫy. Một chiếc xe khác chở hai nam thanh niên tiến tới, tên trộm tích tắc đã tra tay vào cổng nhớ lại chuyện bị bắt, Bình tỏ vẻ hài hước. Tại vì em mê gái nên mới bị bắt nhanh chóng như vậy. Cũng tại cô bé vừa xinh đẹp vừa thông minh, nên bây giờ em mới cay đắng ngồi trong trại tạm giam. Nhưng đời trai mà, anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, huống chi em là thằng trộm. Về đối tượng Việt Anh, mới 30 tuổi mà có đến hơn 8 năm ăn cơm tù, đối tượng buồn giàu tâm sự. Em như vậy nhưng số em đào hoa lắm, Hồi xưa con gái ở quê đứa nào cũng thần tượng diễn viên Hàn. Em cũng theo trào lưu, nhuộm tóc xanh tóc đỏ, quần áo phải lên tận Sài Gòn mua cho ra dáng tài tử. Nhờ vậy mà em có nhiều gái theo. Lần đầu tiên em bị bắt, lúc đó em có đến hai cô người yêu. Thời gian đầu khi Việt Anh vào tù, dằm bữa nửa tháng hai cô lại đến thăm. Để cho hai cô gái không đụng mặt nhau, Việt Anh đã hẹn người ngày chẵn, người ngày lẻ. Trật tự cứ thế được duy trì cả hai cô gái đều hứa sẽ chờ anh ra tù để mình làm lại. Được hơn một năm, một lần cô người yêu ngày chẵn đột nhiên đến thăm vào ngày lẻ, vậy là lộ chuyện. Điều lạ là sau khi phát hiện sự việc hai cô gái đã không bỏ, mà nhiều khi cùng rủ nhau mua quả đi thăm Việt Anh. Chẳng biết đối tượng này khéo miệng cỡ nào, nhưng khi Việt Anh ra tù, cả hai cô gái cùng đến đón ở cổng trại. Nhắc tới tương lai, nam thanh niên này đượm buồn, em ra tù được một thời gian ngắn thì lại vào lại rồi hai cô ấy lần lượt đi lấy chồng em chẳng giận gì các cô ấy sống với em chọn tình chọn nghĩa em sống không tốt người ta bỏ em cũng phải giờ em ba mươi tuổi rồi lần này không biết thụ án mấy năm chắc ra tù già mất rồi